Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sức khỏe trong tầm tay. Chương trình do công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện và được phát sóng trên kênh VTV9. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề xu hướng trẻ hóa của chứng suy giảm trí nhớ. Và số điện thoại tổng đài chúng tôi 01236229229 đã mở. Quý vị có thể liên lạc với tổng đài để được nghe tư vấn về sức khỏe. Quý vị thân mến, theo một con số liệu thì Thịnh được biết là hiện nay Việt Nam có hơn 15 triệu người từ 15 tuổi trở lên, và trong đó thì đến có 60% là có biểu hiện là trí nhớ kém này, đau đầu, chóng mặt và căng thẳng do là mệt mỏi khi làm việc hay là do học tập quá nhiều. Thì điều này cũng rất là nguy hiểm vì điều này thì sẽ ảnh hưởng đến chứng suy giảm trí nhớ, và nếu mà nặng nề hơn thì thậm chí là có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đây là một con số khá báo động, và để cho chúng ta biết rằng chứng này thì không chỉ đơn giản dành cho người già mà hiện nay đang trẻ hóa, và điều này có thể là hệ lụy của một xã hội ngày càng tiên tiến hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn với vị khách mời đang có mặt trong trường quay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Bay đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Thúy Hạnh, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và chúng ta có thêm một vị khách mời trong trường quay, đó là anh Lưu Trọng Khanh đến từ quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào bác sĩ, chào chị Thúy Hạnh và chào khán giả đang xem chương trình Sức khỏe trong tầm tay. Hôm nay anh Khanh đến với chương trình thì chắc hẳn là có những vấn đề về sức khỏe muốn chia sẻ cũng như là muốn nghe lời tư vấn từ bác sĩ. Anh có thể nói với bác sĩ được không ạ? Dạ thưa bác sĩ, thì em là giám sát công trình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do công việc của em là phải làm thường xuyên thì có thể làm từ thứ hai đến chủ nhật, phải giám sát mọi người thường xuyên. Thì vì là công trình á, cho nên là công nhân làm 7/7, em phải theo sát họ để đúng tiến độ, thì làm việc suốt không có thời gian nghỉ, một ngày có thể là 10 tiếng. Vừa rồi thì bên công trình họ ép phải bàn giao đúng tiến độ, thì ở khi em phải làm từ sáng đến đêm. Công việc của em thì khá là nhiều, nghe điện thoại nhiều khiến em phải chóng mặt rồi nhức đầu tay. Công việc nhiều khi em không có nhớ gì hết, nhớ quên, không có tập trung được. Thì em có đi khám bác sĩ, đi chụp não á, thì bác sĩ nói là não em không bị gì hết, chỉ do là em bị suy nhược thần kinh, rồi dẫn đến là giảm trí nhớ, đau đầu, chóng mặt. Thì em không biết làm thế nào để có thể là khắc phục được tình trạng này, tại vì công việc em khá là nhiều. Theo Thịnh được biết thì não là một bộ phận rất là quan trọng trong cơ thể. Não chi phối mọi cái hoạt động cũng như là nhận thức của chúng ta. Nhưng mà có lẽ là nhiều người vẫn chưa biết rõ lắm. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích thêm một chút là cấu trúc cũng như là chức năng của não là như thế nào ạ? Tất cả các bộ phận trong cơ thể đều được bảo vệ, nhưng chúng ta thấy cái bộ não được bảo vệ bằng một cái bộ xương rất là cứng, rất là chắc, là cái bộ xương sọ. Thì cái bộ não ở trong cái xương sọ của chúng ta đó, trong toàn cơ thể thì nó chiếm vào khoảng, nó nặng vào khoảng 1,2 kg đến 1,5 kg, và nó chiếm vào khoảng 2% trọng lượng cơ thể của người trưởng thành, nhưng mà nó tiêu thụ tới 20% lượng oxy của cơ thể. Nó là một cái bộ phận quyết định tất cả mọi chuyện, từ cái điều khiển hoạt động các cái hành vi cho đến nhận thức, cho đến suy nghĩ, cho đến sáng tạo, cho đến phát minh. Chính vì cái tầm quan trọng đó mà người ta nghiên cứu về nó khá nhiều. Thì chúng ta biết rằng cái bộ não của chúng ta đó thì bao gồm các cái tế bào thần kinh, người ta gọi là tế bào neuron thần kinh, và nó bao gồm là chất xám và chất trắng. Và chúng ta biết cái bộ nhớ của cái bộ não của chúng ta đó thì nó vào khoảng là 1000 terabyte. Chúng ta không hình dung được cái đơn vị này, nhưng mà ở Anh đó, người ta nghiên cứu là cái bộ phận mà lưu trữ cái lịch sử của nước Anh trong 900 năm thì nó chỉ chiếm có 70 terabyte thôi, mà cái bộ não của chúng ta thì từ 30 cho tới 1000 terabyte. Thành ra cái dung lượng nó lớn vô cùng, có thể chúng ta sẽ không sử dụng hết trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta phải nuôi dưỡng nó hàng ngày. Về cấu trúc á, thì não nó gồm có đại não, gồm có thân não và gồm có tiểu não. Thì cái đại não là cái bộ phận chính của cái não của chúng ta, nó bao gồm hai phần, có cái một đường rãnh ở chính giữa từ cái đỉnh của xương sọ cắt xuống, thì nó chia làm hai phần, người ta gọi là bán cầu não phải, bán cầu não trái. Hai bán cầu não này nó cho ra những cái đôi dây thần kinh sọ để chi phối cái hoạt động của cơ thể, thì nó đi qua cái thân não thì nó lại đi đối bên. Thì như vậy khi mà cái người bị liệt, chúng ta thấy liệt bên tay phải, tức là bán cầu não trái nó bị tổn thương, và ngược lại. Cái đại não này đó thì bề mặt ở bên ngoài nó, người ta gọi là vỏ não. Và trên đó nó có những cái bộ phận, có những cái khe, nó chia ra thành các cái não thùy. Và mỗi não thùy như vậy nó đảm trách những cái chức năng khác nhau. Thì có cái 4 cái thùy não chính, đó là thùy tráng ở phía trước, 2 cái thùy thái dương ở hai bên, thùy đỉnh và thùy chẵn ở phía sau. Thì
bốn cái thùy chính này nó lại chia ra các cái thùy nhỏ nữa để chi phối. Thì nói như thế để cho thấy cái sự phức tạp của nó. Cái đại não này đó thì cái chức năng nó rất là quan trọng. Nó điều khiển từ phần một. Thì cái thân não của nó là nối tiếp từ cái đại não này đi xuống tủy sống. Chúng ta biết tủy sống là ở cổ nè, dọc xuống hết cái xương sống của chúng ta. Thì như vậy cái sự nối kết đó đó để giúp cho cái điều khiển của cái thần kinh trung ương với cái hệ thống thần kinh thực vật từ tủy sống đi ra các cái hạch. Thì cái thân não nó gồm có 3 phần, là cái phần của cái não giữa, rồi phần cầu não và phần hành não. Và cái thân não thì nó là cái phần rất là quan trọng, bởi vì nó điều khiển một số cái hoạt động, thí dụ như cái hoạt động nháy của mắt chúng ta, hay hoạt động của cơ mặt chúng ta, hay hoạt động nghe. Rồi nó lại quyết định cái não giữa, nó lại quyết định cái nhịp thở, cái nhịp tim, cái điều khiển. Nó giám sát, nó điều khiển cái nhịp tim, cái huyết áp của chúng ta. Bên cạnh đó đó thì cái xuống dưới cùng thì có cái tiểu não. Cái tiểu não nó nằm dưới cùng và nó nằm ở phía sau, dưới cái thùy chẩm đây. Nó lại có cái bổn phận là nó duy trì cái thăng bằng. Chúng ta đi mà chúng ta lạng choạng hay là chúng ta chỉ tay rồi nó không có đúng, bác sĩ bảo đưa tay chỉ mũi rồi đó mà chỉ không đúng, đó là cái bộn phận tiểu não của chúng ta nó bị rối loạn. Thì như vậy cái hoạt động đó là cái hoạt động của đại não nói chung. Tuy nhiên ngoài ra nó còn những cái bộ phận khác, người ta gọi là vùng dưới đồi và tuyến yên. Thì cái vùng dưới đồi tuyến yên này nó nằm ngay ở dưới cái thân não. Nó điều khiển hết toàn bộ cái hoạt động nội tiết bên trong cơ thể. Nội tiết thì có tuyến giáp, có tuyến ức, có tuyến sinh dục, có tuyến thượng thận, có tuyến tụy. Nó là cái đồng hồ sinh học để nó điều khiển hết toàn bộ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái hoạt động từ cái đi, đứng, nói, năng, hành vi, cử chỉ, mọi cái là cái hoạt động của cái não này nó chi phối. Nhưng nó chi phối như thế nào? Bên cạnh cái việc chi phối đó, nó còn thêm một cái phần chức năng rất là quan trọng nữa. Đó là chức năng tư tưởng, suy nghĩ, phát minh, sáng tạo. Thì tất cả những cái đó nó bao gồm ở trong cái gọi là vỏ não. Và cái hoạt động đó nó liên đới tất cả toàn bộ, nó điều khiển toàn bộ hoạt động của cơ thể chúng ta bằng các cái chất xám và chất trắng, bằng các neuron thần kinh. Mỗi cái neuron thần kinh, các synapse nó nối với nhau, nó có cái khoảng trống và nó có cái xúc tác hóa học. Các cái chất hóa học được sinh ra và nó xúc tác, nó tạo một cái mối liên kết giữa neuron này với neuron thần kinh kia. Thì đó là cái hoạt động khá là tinh vi của cái bộ não chúng ta, có thể tóm tắt bằng những cái diễn giải như thế. Nghe bác sĩ chia sẻ thì Thạnh mới thấy là quả thật là bộ não của con người là một cái bộ phận phải nói có cấu trúc vô cùng tinh vi và rất là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Còn đối với trường hợp của anh Khanh thì sao ạ? Thì chúng ta thấy rằng cái hoạt động của bộ não chúng ta đó thì nó có bộ phận lưu trữ thông tin. Thì bây giờ cái não cũng như mọi cái khác ở trong cơ thể, nó cần phải ăn, nó cần phải nghỉ, nó cần phải cung cấp những cái dinh dưỡng thì nó mới hoạt động bình thường. Thì cái trường hợp mà em nói nhớ nhớ quên quên, hay trường hợp dẫn tới giấc ngủ này kia đó, vì cái áp lực công việc. Và cái áp lực công việc này nó làm cho tế bào thần kinh của em nó mệt mỏi. Và khi nó mệt mỏi như vậy rồi đó, thì không phải chỉ có cái chuyện là nó gián đoạn, nó làm cho mất ngủ, nó làm rối loạn lo âu, nó làm cho em sa sút trí nhớ rồi quên này kia kia nọ, không thôi, mà nó còn gây ra những cái bệnh lý khác. Tôi nói như lúc nãy đó là một cái xúc tác hóa học giữa các neuron thần kinh với nhau. Thì khi mà nó thiếu cung cấp oxy do căng thẳng, do áp lực, do môi trường làm việc, tất cả những cái thứ đó, hay do mất ngủ nữa, thì những cái chất hóa học, những cái gốc hóa học, những phân tử trong đó đó, nó lại thường thường cái cấu trúc phân tử nó như thế này. Cái điện tử ở vòng ngoài luôn luôn nó chẳng. Lỡ mà có một cái căng thẳng, một cái stress, một cái điện tử vòng ngoài nó văng ra, nó làm mất cái điện tử vòng ngoài thì nó trở thành một cái gốc tự do. Thì chính cái phân tử đó là của cơ thể của mình, nhưng mà do mất cái điện tử vòng ngoài đó, nó trở thành một gốc tự do, nó không còn là cái chất cũ nữa, nó trở thành một cái mầm móng gây bệnh. Cái đó người ta gọi là gốc tự do. Và gốc tự do này nó lại có xu hướng là nó đi tìm một cái electron để nó chẵn ở vòng ngoài. Và khi mà nó di chuyển, nó tìm nó, thì nó tạo thành một sự rối loạn. Nó tạo một sự rối loạn, nó làm gây nhiễu các thông tin ở các cái tế bào neuron thần kinh. Nó làm nhiễu thần kinh của các chất xúc tác hóa học. Và cái đó là một cái biểu hiện, nó gây ra cái hiện tượng mà cái bộ nhớ nhanh, bộ nhớ ngắn hạn của em nó có thể bị gián đoạn, thậm chí nó ảnh hưởng đến bộ nhớ dài hạn. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì rõ ràng là não của chúng ta mặc dù là chỉ chiếm có 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó lại là một bộ phận tối quan trọng
nó quyết định cái hành vi cũng như là cái sự minh mẫn của mỗi con người. Nhưng mà trong xã hội hiện đại ngày nay, công nghệ càng cao thì chúng ta lại càng bị áp lực công việc, luôn luôn cảm thấy là mệt mỏi, thậm chí là suy giảm trí nhớ, và các cái việc này nó dẫn đến stress rất là nhiều. Vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái thực trạng này của giới trẻ hiện nay? 60% của 15 triệu thanh niên từ 15 tuổi cho tới 30 tuổi mà bị cái vấn đề này. Thực sự mà nói thì đó là một cái vấn đề đang báo động, không phải mang tính thời sự của nước ta thôi mà những cái nước đang phát triển. Bởi vì cái lứa tuổi trẻ bây giờ chúng ta thấy như ngay cả cái bệnh của người dành riêng cho người có tuổi như thoái hóa khớp á, mà người trẻ 15 tuổi cũng đã có một cái tỷ lệ nhất định 5% nó xuất hiện ở cái tuổi 15, 17 tuổi. Những cái bệnh lý từ tim mạch cho tới thừa cân, cho tới béo phì, cho tới những cái chuyện căng thẳng áp lực như của Khanh đều đưa đến một cái đáp số cuối cùng là nó thiếu cung cấp máu lên não, và do đó nó đưa đến cái tình trạng là như thế. Dạ thưa bác sĩ, ngoài việc những người trẻ như em như vậy á, bị suy giảm trí nhớ rồi bị não thần kinh bị ảnh hưởng như vậy á, thì có nguy hiểm không bác sĩ? Đầu tiên hết bây giờ em thấy mất ngủ nè, em thấy mệt mỏi nè, em thấy không có hưng phấn, chán chường với cho những công việc hàng ngày, thì cái đó nó sẽ dẫn đến cái chuyện mất ngủ nhiều hơn. Mà mất ngủ nhiều hơn thì nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, nó lại làm cho em hay quên hơn, làm chán nản hơn, rồi làm cho mệt mỏi hơn, và cái vòng luẩn quẩn đó nó cứ xoay, đến một lúc nào đó thì nó sẽ làm em rối loạn lo âu. Khi rối loạn lo âu rồi có thể đưa đến trầm cảm. Đó là một cái dạng tâm thần, dạng bệnh tâm thần. Và hậu quả của cái này nó có thể đưa đến sa sút trí tuệ. Và nặng nề hơn nữa là cái bệnh thời đại hiện nay, đó là cái Alzheimer. Thưa quý vị, trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một tình huống ngay sau đây. Gì vậy? Hết hồn, hết vía. Trời đất ơi, đi du lịch mà sao vậy, cứ cắm đầu vô công việc hoài vậy? Trời ơi, em thấy không có yên ổn đâu, nó gửi mail liên tục mà anh không trả lời là coi như là sạc vốn. Thôi tối đi trả lời, dẹp đi. Nè. Anh gì à? Cắm nắng á. Vậy ra đi, anh làm việc tiếp. Cứ chờ em đi, em đâu có sức được cái lương của em đâu. Trời ơi. Cái gì vậy? Ủa sao hết rồi? Ủa gì đây à? Ủa, em nhớ là em mới mua mà ta. Trời ơi, thiệt luôn á. Kỳ trời. Đó. Ủa mới xuất có 2 lần nè. Biết sao kỳ không? Sao kỳ? Tại vì cái người bình thường á, thay vì người ta xuất được 6 lần, em hiểu không? Mà em gấp 3 người ta thì em sắp với 2 lần là đúng rồi. Chí đi. Chuyện của em nó bự mà. Đó. Vậy đi nói nghe nè. Bây giờ anh xuống dưới. Ừ. Hai mình xuống dưới, xong cái anh xuống anh tắm trước đi. Xong cái tới em ha. Rồi tắm biển vậy đi ha. Đi đâu vậy? Cái gì vậy? Sao Nè, không có giỡn nha. Vợ chồng lấy nhau có 2 mặt con rồi, không có nói vậy như chưa. Nói vậy là tôi gì? Biết giờ này tôi mập tôi tròn rồi, mấy người coi thường tôi mặt hớt có một chút thì mấy người Em biết sao không? Bởi gì vậy? Anh đứng lên á, tự nhiên nó xây sẫm mặt mày mà giống như là cái người mà đứng ở trên đỉnh núi mà chuẩn bị nhào xuống, nhảy dù xuống đó. Sao kỳ vậy ta? Anh đâu biết đâu. Mà anh nha, dạo này em thấy anh có hiện tượng bất thường lắm nha. Hình như là anh không có tập trung cho bất kỳ một công việc nào hết. Anh không biết có phải là cái chứng mà hay quên mất tập trung của anh là do cái máu lưu thông lên não kém không hay sao nữa? Máu lưu thông lên não kém có nghĩa là nó dồn ở xuống dưới này nhiều. Chỉ đâu vậy? Thì nó dồn ở khúc dưới, nó không có dồn lên trên đầu. Vậy thôi bây giờ vậy đi, em sẽ tập cho anh trồng chuối. Trồng chuối thì máu nó sẽ lộn xuống dưới đầu mình, hiểu không? Chừng nào mà nó phọt cái lỗ mũi là nó đủ rồi đó, là tiễn anh lên đường luôn đó. Tầm bậy tầm bạ con, cái này phải đi bệnh viện khám coi sao mới được chứ. Đúng rồi chồng. Bây giờ mình phải đi khám đi. Chứ chồng lúc quên lúc nhớ, em thấy anh riết giống ông già lắm rồi đó. Thì đó, thôi đi khám đi rồi tắm đi, biển đi khám liền đi. Vâng, thưa bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc giống như là tình huống vừa rồi. Rất là nhiều người tò mò muốn biết là liệu có phải là những cái triệu chứng như là hay quên, rồi mất tập trung và nhiều người mắc phải như vậy thì có phải nguyên nhân là do máu không co lên được não phải không ạ? Cái mất ngủ, hay quên, đau đầu chóng mặt, nó là dấu hiệu là triệu chứng của khá nhiều cái loại bệnh. Nhưng trong đó có một cái loại do thiếu máu lên não. Cái chức năng của não là nó hoạt động liên tục. Chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta ngủ là nó được nghỉ ngơi. Đúng,
có một số cái tế bào não được nghỉ ngơi, nhưng một số cái nó vẫn hoạt động để nó duy trì mọi cái chức năng trong cơ thể. Thì như vậy, một cái nhịp ngủ bao giờ nó cũng có cái nhịp ngủ say và cái nhịp ngủ nửa thức nửa ngủ. Thì tức là cái giai đoạn mà cái tế bào thần kinh được nghỉ ngơi đó, là chúng ta coi như là giấc ngủ 6 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm đó, mỗi ngày đó, thì đó là cái lúc, cái dịp để cho cái tế bào neuron thần kinh được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó đó thì cũng cần phải cung cấp tất cả những cái chất dinh dưỡng. Và chất dinh dưỡng thì chúng ta biết là máu nó sẽ giúp để nó đưa lên để nuôi nấng cái các tế bào não. Bên cạnh đó thì cái nhu cầu của nước và nhu cầu của oxy. Thì oxy nó lại không phải đi một mình mà nó phải gắn với hồng cầu. Thì bây giờ nếu mà máu nó không có vận chuyển lên não thì lại thiếu luôn oxy. Thì như vậy cái ngọn nguồn của cái chuyện triệu chứng như chúng ta vừa nói, đó là vấn đề thiếu máu lên não. Dạ thưa bác sĩ, vậy muốn giải quyết vấn đề này á, thì mình phải là mình tăng tuần hoàn não hay gì là như thế nào? Thì đối với cái trường hợp như Khanh á, thì bây giờ phải làm sao sắp xếp lại công việc. Bản thân em, cái kế hoạch nó phải rõ ràng. Một đêm em phải ngủ đủ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Buổi trưa phải dành thời gian nghỉ ít nhất là nửa tiếng. Thì cái đó là một cái hình thức để phục hồi cái hoạt động căng thẳng, cái áp lực mà mình tác động lên cái tế bào não. Bên cạnh đó đó thì chúng ta ăn uống các cái chất dinh dưỡng cần phải chú ý, các cái rau xanh, các cái chất đạm, các protein đó, cung cấp cho nó đầy đủ, và nước. 80% của cái não này đó là nước. Thành ra không thể thiếu nước được trong mọi cái điều kiện hoạt động của chúng ta. Thì như vậy trường hợp của em, đầu tiên hết là phải chú ý tới cái chuyện là chủ động của em, ngủ đủ, uống nước đủ và tập luyện thể dục thể thao. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Xin mời bác sĩ cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một tình huống ngay sau đây. Dữ thiệt, dữ thiệt. Sao? Anh mình chỉ là ngay chốc luôn. Đúng là chuẩn không cần chỉnh. Cuộc đời tươi trẻ liền, bởi vì phải có những cái bông hoa xinh tươi đó mình mới tươi được. Nhìn là biết rồi, hồi nãy là mặt mày chú bí sĩ trời ơi. Anh nghĩ là như thế này, có nghĩa là anh sẽ đề nghị với sếp cho chú xuống làm việc ở quán cà phê để cho chú được nhìn gái thoải mái, là anh nghĩ là chú, tinh thần của chú sẽ thoải mái, đúng không? Em nói thiệt anh á, được vậy thì đời còn gì bằng. Nhưng mà sợ chưa xuống được quán cà phê là em đã đi thẳng tới bệnh viện rồi. Ủa sao vậy? Thì đó, anh biết rồi. Bữa đi khám sao rồi? Bác sĩ nói là em bị mắc cái chứng bệnh thiểu năng của người già, mất trí nhớ ngắn hạn. Hèn chi, thì có tôi thấy là chú còn trẻ mà, đầu của chú là như nó biết cái gì đó. Đó thì đó, giảm thiểu trí nhớ đó anh. Nha, bữa mà nhớ không? Dạ. Cái bữa họp đi với cái đối tác quan trọng mà chú quên. Chú không đi họp, phải vậy. Là sếp thương nha, tôi nói vô một tiếng là chú bị đuổi thẳng cổ luôn đó, chứ không ai dẫn chơi đâu đó. Thì cũng nhờ anh cái hợp đồng đó được ký, ông mới mát mẻ vui vẻ vậy đó chứ. Bây giờ sao anh? Bây giờ mới nói thật nha, anh cũng đã từng mắc chứng bệnh giống như chú vậy. Bệnh giống em? Trời đất ơi, đâu bây giờ em thấy anh nhớ dai dữ lắm mà. Ở vậy mới nói là nhờ thảo dược. Ủa vậy hả? Ừ. Có gì hay chỉ em coi. Nói là có sắc nó có chứng cho chú để tự tìm hiểu đây. Đó. Ồ, cái này là Ginkgo Biloba hả anh? Ừ. Nó là bạch quả, là thảo dược hả? Đúng rồi. Vậy cái bạch quả này nè, nó có cái tác dụng gì với cái người mà có trí nhớ ngắn hạn giống như em không? Có mẫu cho chú nhìn nữa nè. Có mẫu cho chú nhìn, bây giờ anh rất là thoải mái, rất thông minh luôn, rất sáng dạ luôn. Ý em hỏi là cái công dụng á, cái tác dụng đó. Tác dụng thì anh không có nắm rõ, bởi vì anh không phải là bác sĩ. Chú có ra quận nhà thuốc, đưa ra ngoài đó, nhiều có dược sĩ, có bác sĩ ở đó, người ta trực tiếp người ta sẽ giải thích cho chú hiểu nhiều hơn. Đúng rồi, sẵn em ra mua, em ta hỏi luôn đúng cho dễ. Nên mua càng sớm càng tốt. Vâng, thưa bác sĩ, như tình huống vừa rồi thì bác sĩ có thể giải đáp một chút là tác dụng của Ginkgo Biloba, nghĩa là bạch quả đúng không ạ, trong việc điều trị tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung thì có khắc phục được chứng căng thẳng thần kinh mà nhiều người trẻ đang mắc phải không ạ? Chúng ta đang nhắc tới cái bạch quả. Thì cái lá cây bạch quả này nó có hai cái hoạt chất hóa học, đó là cái flavonoid và terpenoid. Hai cái thành phần này là hai cái thành phần mà nó chống lại gốc tự do rất là tốt. Và cái thứ hai nữa đó là làm bền chắc thành mạch. Nó là một trong những cái chất xúc tác để giúp cho cái hoạt động của cái tế bào não rất là tốt. Bên cạnh đó thì nó có góp phần vào cái việc tăng cường đưa máu lên não. Cái Ginkgo Biloba là chiết xuất từ lá của cây bạch quả. Chúng ta biết rằng bạch quả đó là được tìm rất là sớm. Nó trong các cái vết lá mà hằn trên đá đó thì nó tồn tại trên cái trái đất này 270 triệu năm.
nó rất là lâu đời. Và người ta chiết xuất, người ta làm ra nhiều cái thành phần lắm. Thì cái Ginkgo biloba này là một trong những cái sản phẩm mà nó được chiết xuất từ cái lá cây bạch quả. Và nó có khả năng để giúp hỗ trợ cho tăng cường cái máu lên não, cũng như là tăng cường cái tuần hoàn não. Và đồng thời bên cạnh đó, nó chống lại cái hoạt động của các gốc tự do sinh ra trong cái quá trình mà khi mà chúng ta căng thẳng, bị stress hay bị áp lực, hay là những cái công việc, hay là mất ngủ. Nó làm tăng nhiều cái gốc tự do ở bên trong não. Căn bệnh thời đại, thiếu máu não đang có xu hướng trẻ hóa, biểu hiện chóng mặt, giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, làm ảnh hưởng cuộc sống và hiệu quả công việc. Thành phần cao chiết xuất từ lá Ginkgo biloba có tác dụng điều trị suy tuần hoàn não với các biểu hiện chức năng, nhức đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đặc biệt, chế phẩm từ bạch quả theo công nghệ bào chế Phytosam sẽ giúp khả năng hấp thu gấp 3 lần so với dạng thông thường, bảo vệ hoạt chất khỏi sự phá hủy của dịch tiêu hóa và cải thiện các triệu chứng. Đối với những người điều trị theo phương pháp đông y thì có cần là phải có thời gian và có sự kiên nhẫn cùng với phác đồ của bác sĩ thì mới có tiến triển tốt, đúng không ạ? Đối với những người đang có cái dấu hiệu suy tuần hoàn não như vậy thì phát hiện và điều trị sớm thì có hiệu quả như thế nào ạ? Đông y thì có khá nhiều cái phương pháp để có thể điều trị cái rối loạn tuần hoàn não hay là thiểu năng tuần hoàn não như thế này. Thì người ta có thể sử dụng cái dưỡng sinh bằng cái thư giãn, bằng cái thở, rồi dùng các phương pháp tập luyện. Phương pháp tập luyện đó giúp cho tăng cường cái thể lực, tăng cường cái thể chất và giúp cho máu huyết nó lưu thông được tốt, trong đó có việc đưa máu lên não tốt. Người ta có các phương pháp châm cứu để giúp cho tăng cái lượng tuần hoàn lên não, cũng đồng thời nó xúc tác vô các hóa chất trung gian để nó làm cho truyền tải các cái tín hiệu thông tin được liên lạc thường xuyên tốt hơn, và dùng thuốc. Và khi dùng thuốc đó thì thông thường là người ta phải dựa theo cái cơ địa của người bệnh. Và những cái triệu chứng như là chóng mặt, hay quên, rồi mất ngủ, rồi đau đầu, đó là cũng là những cái triệu chứng mà được đông y mô tả trong đầu thống hay trong huyễn vận hay trong kiện vong. Và có những cái công thức thuốc để phù hợp với cơ địa của từng người và từng cái chứng trạng. Bởi vì cái những cái triệu chứng như chóng mặt, như đau đầu, như mất ngủ này có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà cái nguyên nhân mà do rối loạn tuần hoàn não hay là thiểu năng tuần hoàn não này đó thì nó cũng phải phù hợp với cơ địa là hàn nhiệt hư thực. Cho nên có một số bài thuốc có thể sử dụng để điều trị cái chứng này. Thí dụ như là thiên ma câu đằng ẩm, hay long đổm tả can thang, hay thiên ma bán hạ bạch trực thang, hay là thiên vương bổ tâm đan, vân vân. Những cái từ ngữ đó mình nghe nó lạ lẫm lắm. Nhưng mà nó cấu tạo bởi những cái gì? Bởi những cái thành phần, trong đó có bạch quả, trong đó có đinh lăng, trong đó có ít mẫu, trong đó có các cái như hoa hòe, trong đó có tỏi, trong đó có nghệ, vân vân. Tức là khá nhiều thành phần người ta có thể phối hợp lại với nhau để giúp cho nó tăng cường cái tuần hoàn não. Dĩ nhiên đông y thì thông thường nó dùng cái nguyên tắc là phù chính để khu tà. Tức là sao? Tức là tăng cường cái sức của cơ thể và tự cơ thể đẩy lùi bệnh tật ra, chứ không phải nó tấn công hay nó dùng thuốc đúng vào mục tiêu. Nó khác là giúp cho cái cơ thể này, cái tổng trạng nó tăng lên, cái sức đề kháng, cái miễn dịch nó tăng lên thì nó đẩy lùi bệnh tật. Bên cạnh đó đó thì cái việc mà như câu hỏi thứ hai của Hạnh đó là cái việc điều trị sớm. Điều trị sớm, can thiệp sớm thì nó rất là tốt trong mọi bệnh chứ không phải chỉ riêng cái bệnh này. Thì khi mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta cắt liền một cái nguyên nhân mà nó tác động, nó làm cho nguy cơ dẫn đến những cái hậu quả khác. Thì khi chúng ta cắt liền được cái nguyên nhân đó thì lập tức là chúng ta điều trị cái bệnh đang có, đồng thời giảm lần và đề phòng những cái tái phát về sau. Thì đó là nói chung tất cả mọi loại bệnh. Còn đối với cái thiểu năng tuần hoàn não này, khi chúng ta cung cấp kịp thời các cái sản phẩm bằng các cái phương pháp dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, dùng thuốc thì dùng các cái sản phẩm như thuốc hay là như các cái thực phẩm chức năng vân vân để hỗ trợ mà giải quyết được triệu chứng thì chúng ta có thể sử dụng. Trong đó chúng ta phải chú ý làm sao để cho giấc ngủ nó được tốt, để cho đỡ đau đầu. Cái đó là cái quan trọng nhất. Bởi vì cái đau đầu nó sẽ làm cho chúng ta không có tập trung được. Và khi không tập trung được thì chúng ta sẽ không có lưu trữ được bất cứ cái thông tin nào trong bộ nhớ của não hết. Thì như vậy
khi mà chúng ta can thiệp kịp thời, tức là chúng ta ngắt liền cái những nguyên nhân nào tác động gây ra, đồng thời chúng ta điều trị cái đang xảy ra, thì cái việc đó nó sẽ giải quyết được rất là tốt. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bay về những thông tin hết sức hữu ích. Và qua câu chuyện ngày hôm nay thì Thúy Hạnh nhận thấy rằng là sức khỏe rất là quan trọng và chúng ta không nên chủ quan dù bất kỳ giây nào. Nếu như mà chúng ta có dấu hiệu nào đó giống như là bạn Khanh chẳng hạn, hoặc là cảm thấy rằng hình như mình đang bị thiếu máu lên não, thì nên đi kiểm tra và cũng nên sử dụng các cái sản phẩm cũng như là ăn uống tập luyện làm sao để chúng ta có thể có được sức khỏe tốt, phải không ạ? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho khán giả đang theo dõi chương trình thông qua tổng đài tin nhắn. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: suy giảm trí nhớ là một biểu hiện của suy tuần hoàn não, không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà còn gặp ở những người trẻ làm việc căng thẳng mệt mỏi, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp ST gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Khán giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01236650X đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Quý vị thân mến, như vậy chương trình Sức khỏe trong tầm tay ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình và quý vị hãy nhớ kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho chính bản thân mình cũng như là gia đình và người thân. Sức khỏe là vàng và chúng ta hãy nhớ rằng nếu chúng ta cảm thấy có điều gì khó chịu thì hãy nên đi gặp bác sĩ để nghe tư vấn quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có số điện thoại của tổng đài 01236229229. Quý vị có thể gọi bất kỳ lúc nào để chúng tôi có thể được tư vấn với quý vị. Và hôm nay chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Kilo Ba đã tài trợ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau khi được bác sĩ tư vấn, anh Khanh đã gần như hiểu rõ được những nguyên nhân và triệu chứng về chứng suy giảm trí nhớ, mất tập trung, căng thẳng thần kinh mà anh đang gặp phải. Anh đã chú ý hơn đến chế độ nghỉ ngơi, sắp xếp lịch làm việc khoa học hơn. Bên cạnh đó, bổ sung những sản phẩm hỗ trợ thần kinh giúp tăng tuần hoàn não, dưỡng não.